Trọng Thơ xin chào toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền Bình Phước của Trọng Thơ nha. Hôm nay Trọng Thơ lại có mặt và hiện tại thì Trọng Thơ đang ở giai đoạn 3 của khu công nghiệp và đô thị BKM Trân Thành Bình Phước nha. Và cái vị trí mà Trọng Thơ đang đứng là song hành với là trục đường Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh thì rộng 72m và sẽ cho vào hoàn thiện vào năm 2025. Thì dự thảo là từ 2023 đến 2025 sẽ hoàn thiện trục đường Hồ Chí Minh. Và đang trước của Trọng Thơ đây là khu công nghiệp và đô thị BKM nha. Đây là khu công nghiệp và đô thị và được BKM quy hoạch 50% công nghiệp và 50% đô thị. Thì trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng thì ở ngay đây sẽ cho đi vào hoạt động và chiêu sinh vào tháng 10 năm 2022 này nhá. Khu công nghiệp thì hiện tại nhiều nhà máy như là giày da, may mặc và những công ty sản xuất túi xách, tả lót em bé, hoặc là những cái công ty mà như là công ty CP ấp trứng thì đã được hoạt động tại khu vực này. Thì ngay đây thì nhà phố thương mại với thiết kế 1/2 lầu đã được xây dựng đồng loạt và nằm trên trục đường D1 thì sẽ cho vào hoạt động vào cuối năm nay. Thì BKM Trân Thành là một chủ đầu tư thông minh và hiện tại là phát triển công nghiệp và đô thị số 1 Việt Nam. Các tỉnh phía Bắc thì có những khu công nghiệp như là V-Ship Bắc Ninh, V-Ship Hải Dương, V-Ship Bắc Giang, và miền Trung thì có V-Ship Quảng Ngãi, V-Ship Bình Định, và sắp tới sẽ mở V-Ship Hàm Tân Bình Thuận với diện tích lên tới 1.700 ha. Và sắp tới tại Bình Phước thì có khu nghiệp Đồng Phú, và hiện tại khu nghiệp BKM Trân Thành đã được chủ đầu tư BKM và cho hoạt động từ triển khai từ năm 2018, hiện tại đã được 4 năm. Và Trọng Thơ thì chuyên phân phối đất nền của BKM, và ngay đây thì Trọng Thơ còn 2 lô liền kề với diện tích mỗi nền là 5x30, thổ cư 100%, ưu điểm chúng ta là được xây dựng tự do nha cả nhà. Và quỹ đất của chúng ta cách dãy nhà phố thương mại của BKM 200m, cách trường cao đẳng Bình Phước 300m và cách trục đường Hồ Chí Minh ngay đây ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy những lượng xe chạy qua trục đường này. Và hướng này chúng ta sẽ về Đồng Xoài và các tỉnh Tây Nguyên và ra các tỉnh phía Bắc. Trục đường Hồ Chí Minh thì có lộ giới 72m, sẽ được mở rộng và cho thông tuyến vào đầu năm 2025. 2023 này cái trục bắt đầu là triển khai để thông đi Long An và đi các tỉnh miền Tây. Thì khi mà giao thông thông tuyến đường Hồ Chí Minh này sẽ giúp chúng ta giao thông hàng hóa, giao thông con người di chuyển thuận lợi từ các tỉnh miền Tây, sẽ kéo nguồn lao động từ các tỉnh miền Tây về đây để lao động phục vụ cho khu công nghiệp của BKM Trân Thành 2076 ha này. Thì nếu chúng ta đầu tư hiện tại đang là giá F0, gọi là giá sơ khai, thì chúng ta đầu tư với chỉ 8 triệu trên mét vuông thì đất của chúng ta, đất ở đô thị sẽ tăng trưởng từ 8 đến 10, 12 đến 15 triệu đến 20 triệu tùy theo vị trí. Quý hàng hãy quan tâm tới đất nền BKM Bình Phước, gọi ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để sở hữu một trong những vị trí đẹp tại khu công nghiệp và đô thị BKM Trân Thành. Trọng Thơ chúc quý hàng đầu tư thành công rực rỡ nha.